Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc cuốn sách với tựa đề Bảo Hành Vương Chánh Luận. Hán dịch, Bồ Tát Thường Yết La Chủ Tạo Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản. Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ, và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc sách. Bảo Hành Vương Chánh Luận. An Lạc Giải Thoát. Phẩm thứ nhất. Giải thoát tất cả chướng. Đức đủ đều trang nghiêm. Lễ tất cả bậc trí. Chúng sanh là bạn lành. Chánh pháp rõ biết tốt. Vì mến pháp đại vương, ta nói pháp vì đây. Pháp trùm khắp người ấy. Trước nói nhân pháp lạc, sau nói pháp giải thoát. Chúng sanh trước an lạc, sau đó được giải thoát. Đường lành gọi là vui. Giải thoát nghĩa, hoặc hết. Lược nói hai nhân này. Chỉ tín, chí hai căn. Nhân tín hay giữ pháp. Do chí như thật rõ. Trong hai chí hơn cả. Đều do tín phát khởi. Do si, tham, sân, sợ. Mà chẳng thể hoại pháp. Nên rõ biết tín này. Kiết tường lạc gọi tên. Đây dành biết giảng trạch. Thân, khẩu, ý ba nghiệp. Hằng lợi ích mình người. Nói vì bởi người trí. Sát sanh, trộm, tà dâm. Vọng ngôn và lưỡng thiệt. Nói ác chẳng nên nói. Tham sân cùng tà kiến. Pháp này gọi 10 ác, ngược lại tức 10 lành, lìa rượu sống thanh tịnh, chẳng bức não tâm trí, cúng dường chỗ cung kính. Lược nói pháp như thế, nếu hay tu khổ hạnh, quyết chuyển sanh pháp lành, mà lìa trí bi vậy. Nếu chỉ là khổ hạnh, chẳng hay trừ tổn kia, cùng cứu tế lợi ích, thí giới tu rõ sáng, chánh pháp con đường lớn. Nếu quên, hành tà đạo. Tự khổ, thọ làm châu. Chỗ sanh tử cực khổ. Chẳng ăn uống, bóng cây. Hoặc ăn chỗ loài sói. Lâu dài ở trong đó. Nhân do sát, thọ ngắn. Bức bách nhiều bệnh hoạn. Do tham mà nghèo hèn. Xâm nhập tạo oán kia. Vọng ngữ bị phỉ báng. Lưỡng thiệt người thân lìa. Ác khẩu nghe chẳng yêu. Ỷ ngữ, kia giận hờn. Do tham hai chỗ cầu. Sân nhuế thọ ma bố. Tà kiến sanh chấp trước. Uống rượu tâm loạn động. Chẳng thí lại tham cùng. Tà mạng gặp si cuồng. Chẳng sống yên, làm giặc. Tật đố chẳng uy đức. Giận dữ như loài quỷ. Chẳng hỏi, nghe nên si. Chấp này tại con người. Vì trước ở đường ác. Sát sanh và các tội. Như chỗ nói quả báo. Chẳng tham sân cùng nghiệp. Đây gọi nhân duyên lành. Làm ác cùng sự khổ. Đều từ pháp tà sanh. Các đường lành an ổn. Đều do nhân lành khởi. Thường lìa tất cả ác. Hằng làm tất cả lành. Do thân khẩu ý nghiệp. Nên rõ hai pháp này. Do một pháp hay lìa. Địa ngục cùng bốn cảnh. Pháp thứ hai hay cảm. Người, trời, vô giàu vui. Do định, phạm trụ không. Được thọ vui nhà trời. Như thế lược nói tên. Nhân lạc cùng quả lạc. Lại cùng pháp giải thoát. Vì tế thật khó thấy. Chẳng nghe, tâm phàm phu. Nghe tức sanh sợ hãi. Ta, không sanh nơi ấy. Hiện, lai ta chẳng có. Kẻ phàm nghĩ sợ hãi. Kẻ trí sợ dứt hết. Thế gian thấy ta sanh. Việc kia chấp vào đấy. Phật do đường này chứng. Nương bi, vì kia nói. Của ta và thuộc ta. Cả hai đều là không. Do thấy lý như thật. Hai chấp ấy chẳng sanh. Các ấm chấp có ta. Ngã chấp do không nghĩa. Nếu chủng tử chẳng thật. Mầm mống làm sao có. Nếu thấy ấm chẳng thật. Cái ta lại chẳng sanh. Do cái thấy diệt mất. Ấm ấy lại chẳng khởi. Như người nương cảnh tịnh. Liền thấy chính ảnh mình. Ảnh này có thể thấy. Một bên không chân thật. Thấy ta cũng như thế.
nương ấm được hiển hiện. Như thật rõ chẳng có. Giống như kiếm thấy ảnh. Như người không chấp kiếng. Chẳng thấy tự ảnh mình. Như đây nếu bẻ ấm. Cái ngã tức chẳng có. Nhân nghe nghĩa như thế. Đại tịnh mệnh A Nan. Liền được tịnh pháp nhãn. Hằng vì kia nói này. Chấp ấm mà ở đây. Chấp ngã lại hằng hữu. Do thấy có ngã này. Nghiệp và có thường có. Sanh tử trục ba phần. Không đầu, giữa, sau chuyển. Giống như trục xe, lửa. Sanh tử cũng giống vậy. Từ mình người cả hai. Ba đời chẳng có vậy. Chứng này thấy ta không? Các nghiệp báo cũng thế. Như thế thấy nhân quả. Sanh khởi và diệt tận. Nên chẳng chấp có thật. Thế gian có và không. Người ngu nghe pháp này. Liền hết tất cả khổ. Do vô trí sanh sợ. Mà ở nơi không sợ. Nơi niết bàn không đây. Ngươi vì sao sanh sợ? Như đã nói thật không? Vì sao làm ngươi lo? Giải thoát không ngã ấm. Ngươi nếu yêu pháp này. Xả ngã và các ấm. Ngươi làm sao chẳng vui? Không trên chẳng niết bàn. Hà huống là có hữu. Hữu vô chấp sạch hết. Phật gọi là niết bàn. Nếu lược nói tà kiến. Nghĩa trừ không nhân quả. Đây làm chẳng đủ phước. Ác đạo chính là nhân. Nếu lược nói chánh kiến. Nghĩa nhân quả thế nào? Hay làm phước đức đủ? Đường lành nhân tối thượng. Do chỉ có không tịch. Qua khỏi phước không phước. Nên lìa đường tốt xấu. Phật gọi là giải thoát. Nếu thấy sanh có nhân. Người trí xả không chấp. Do thấy diệt cùng nhân. Cho nên xả chấp có. Trước hai nhân đều sanh. Thật nghĩa tức không nhân. Giả danh chẳng nương vậy. Cả sanh cũng chẳng thật. Nếu đây có kia có. Giống như dài và ngắn. Do sanh này kia sanh. Giống như đèn và sáng. Trước dài sau lại ngắn. Chẳng phải không tánh vậy. Ánh sáng lại chẳng sanh. Đèn kia lại chẳng thật. Như đây nhân quả sanh. Nếu thấy chẳng chấp không. Tin này đời chân thật. Do loạn tâm nên sanh. Thấy mất chẳng hư vậy. Tức chứng được chân như. Cho nên không chấp hữu. Chẳng nương hai giải thoát. Sắc là chỗ thấy xa. Nếu gần dễ phân biệt. Hưu khát nếu thật màu. Vì sao gần chẳng thấy. Nếu xa mà thật rõ. Tức thấy có thế gian. Chứng thật tức chẳng thấy. Vô tướng như hưu khát. Như hưu khát giếng nước. Chẳng nước, chẳng vật thực. Như ấm này giống người. Chẳng người chẳng thật pháp. So lược khát làm nước. Kia qua nếu nước này. Nếu không chấp là nước. Như đấy người ngu si. Thế gian như hưu khát. Nếu chấp thật có không. Đây tức là vô minh. Si nên chẳng giải thoát. Chấp vô, đọa đường ác. Chấp hữu, sanh đường lành. Nếu rõ biết như thật. Chẳng hai nương giải thoát. Chẳng lạc chấp hữu vô. Do chọn nghĩa chân thật. Nếu rơi chỗ vô chấp. Sao chẳng nói rơi có. Nếu nói do phá có. Nghĩa cùng cũng đọa không. Như đây phá vô vậy. Vì sao chẳng rơi có. Chẳng nói hành và tâm. Do nương bồ đề vậy. Nếu nói kia rơi không. Nhân nào không rơi có. Tăng khự bi thế sư số luận sư. Ni kiền nói nhân ấm. Ước thế ngươi hỏi kia. Nếu nói qua hữu vô. Là chẳng thể nói pháp. Vì qua hữu không vậy. Ngươi nên rõ sâu xa. Phật chánh dạy cam lồ. Như đẹp không đến đi. Lại không một niệm ở. Nếu lễ ba đời qua. Đời nào là thật có. Hai đời không đến đi. Hiện tại thật chẳng ở. Đời sanh và ở, mất. Điều này cái gì thật? Nếu hay có thay đổi. Pháp nào chẳng hay mất. Nếu vô niệm, niệm mất. Vì sao có biến dị? Nếu nói niệm niệm diệt. Chưa đủ, chưa diệt vậy. Chẳng cùng chứng thấy vậy. Hai này không đạo lý. Nếu niệm diệt đều hết. Vì sao lại có vật? Nếu chứng không niệm diệt. Nên vật sao lại thành? Như sát na sau đó. Trước, giữa lại là có. Do sát na chia ba. Nên đời nói không ở.
Đây một niệm ba cõi. Nên chọn chỗ như niệm. Trước, giữa, sau cả ba. Chẳng do tự, tha thành. Chẳng một, nhiều phần vậy. Nếu không phân sao có. Lìa một, nhiều thì sao. Lìa có pháp không gì. Do diệt và đối trị. Nếu nói có thành không. Vô này và đối trị. Pháp nạp hữu vô vậy. Cho nên cõi niết bàn. Do nghĩa chẳng thành có. Thế gian ở đời sau. Kia hỏi Phật yên lặng. Đây kính tất cả trí. Nên thánh nhân rõ Phật. Do đây pháp sâu dày. Chẳng nói chẳng diễn đạt. Như pháp giải thoát này. Sâu xa không trói buộc. Chư Phật nhất thiết trí. Nên nói không chỗ nương. Mà chẳng nương vào pháp. Qua hữu vô nhị biên. Người đời mến nhiễm vào. Do si mà sợ mất. Kia, này mất hoại kia. Sợ hãi không nơi nương. Nguyện vua ngươi chẳng sợ. Đều do kia hoại ta. Vì ngươi thành chẳng hoại. Ta sẽ nói chân lý. Do nương không điên đảo. Lìa có, không hai chấp. Quá này phước, chẳng phước. Sau đây nghĩa rõ rồi. Chẳng thân thấy không sợ. Hai, người cảnh sẽ nói. Tứ đại và không, thức. Một chỗ ấy chẳng người. Nếu hợp ly chẳng người. Vì sao chấp có người. Như sáu cõi không người. Tụ ấy chẳng phải thật. Mỗi mỗi cõi giống vậy. Do tụ nên chẳng thật. Ấm chẳng ngã, thuộc ngã. Lìa ấm, ngã không hiển. Chẳng như củi lửa tạp. Sao cậy ấm thành ta. Đất ấy chẳng ba đại. Trong đất lại không ba. Trong ba lại chẳng đất. Hay ly hợp chẳng thành. Địa, thủy, hỏa, phong đại. Mỗi tự tánh chẳng thành. Một lìa ba không thành. Ba lìa một cũng thế. Một ba và ba một. Hay lìa thì chẳng thành. Mỗi mỗi tự chẳng thành. Phân ly kia thế nào? Nếu mỗi lìa tự thành. Lìa củi sao có lửa. Động ngại và tụ họp. Nước, gió, đất cũng thế. Nếu lửa tự chẳng thành. Ba kia vì sao lập. Ba đại nghĩa duyên sanh. Sai khác sao thành được. Nếu kia mỗi tự thành. Vì sao liền tạo có. Nếu mỗi tự chẳng thành. Vì sao lại thành có. Nếu nói chẳng tương ly. Các đại mỗi tự thành. Chẳng lìa tức chẳng cùng. Nếu lìa, chẳng riêng thành. Các đại chẳng riêng thành. Vì sao mỗi tánh tướng. Mỗi thành chẳng phải nhiều. Nên nói tướng giả danh. Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nghĩa đơn giản như đại. Nhãn sắc, thức, vô minh. Nghiệp sanh lại cũng thế. Kẻ tạo nghiệp và việc. Dồn nhiều đời nhân quả. Ngắn dài và danh tưởng. Phi tưởng lại như vậy. Đất, lửa, gió, nước ấy. Dài ngắn và nhỏ lớn. Lành giữ nói rõ biết. Trong trí diệt chẳng còn. Như chỗ thức vô hình. Vô biên, biến tất cả. Trong này đất cùng đại. Tất cả đều diệt hết. Với đây chẳng tướng biết. Ngắn, dài, lành, ác thảy. Danh sắc và các ấm. Như đây diệt không còn. Như đây cùng với thức. Do vô minh có trước. Nơi thức nếu khởi trí. Đây và sau đều tận. Như thế cùng thế pháp. Đây tức thức, lửa, củi. Do thật sánh ánh lửa. Thức đời, củi thiêu rụi. Do si riêng có không. Sau chấp nhận chân như. Tầm, hữu tức chẳng được. Vô vì sao lại được. Do vô sắc mà thành. Nên không hay gọi tên. Lìa đại sắc ra sao. Nên xứ lại chỉ tên. Thọ, tưởng, hành và thức. Nên biết như tứ đại. Tứ đại như hư, ngã. Sáu cõi chẳng pháp người. Bảo hành vương chánh luận. Tạp phẩm thứ hai. Như phần phần lột chuối. Chẳng còn cái gì có. Cả sáu cõi người lột. Cho nên Phật mới nói. Tất cả nói vô ngã. Mà sáu cõi gọi pháp. Quyết nói thật không ngã. Ngã, không ngã hai nghĩa. Như thật mà chẳng có. Cho nên Như Lai dạy. Ngã, vô ngã hai biên. Thấy, nghe, rõ, biết, nói. Phật nói, không thật, hư. Hai tướng trở thành vậy. Hai này như thật, không.
như thật ở thế gian. Quá thật, lại quá hư. Thế gian liền nương thật. Nên đọa nơi hữu, vô. Nếu pháp biến chẳng thế. Vì sao Phật lại nói? Hữu biên và vô biên. Có hai cùng chẳng hai. Quá khứ Phật vô lượng. Hiện, lai, quá số nhiều. Chúng sanh số quá nhiều. Ba đời do Phật hiện. Thế gian không, nhơn dài. Lúc này hiện ra đời. Thế gian quá, hữu vô. Vì sao Phật gọi biên? Do pháp như thế sâu. Với phàm, mật chẳng nói. Nói đời như huyễn hóa. Nên Phật dạy cam lồ. Giống như tượng ảo hóa. Sanh diệt thường hay thấy. Hình này và sanh diệt. Thật nghĩa ấy không có. Thế gian như huyễn hóa. Sanh diệt thấy như vậy. Thế gian và sanh diệt. Huyễn, thật nghĩa đều không. Hình huyễn không đâu đến. Đi lại chẳng về đâu. Vì tâm chúng sanh mê. Do thật có chẳng trụ. Đời cùng với ba đời. Như vậy đời thật sao? Lìa lời nói có, không. Hữu, vô thật vô nghĩa. Nên Phật chỉ bốn câu. Chẳng giải nói thế gian. Do hữu, vô đều ngụy. Ngụy này chẳng phải ngụy. Thân này tướng chẳng tịnh. Hưu, đèn, trí, kiếng thải. Thường thấy rất là nhiều. Lại chẳng nhập tín tâm. Huống chánh pháp vi tế. Sâu xa chẳng chỗ nương. Khó chứng với tâm loạn. Vì sao lại dễ vào? Phật xưa mới thành đạo. Xả bỏ, vào niết bàn. Do thấy chánh pháp này. Sâu xa nên khó giải. Nếu pháp chẳng rõ biết. Liền hại chẳng người nghe. Do chẳng như chấp này. Đọa tà kiến hầm dơ. Người, thức, pháp chẳng rõ. Do tự cao khinh pháp. Khởi báng hoại tự thân. Cuối cùng đọa địa ngục. Giống như ham uống ăn. Liền dùng gặp nguy hại. Nếu như lý lượng ăn. Được sức mạnh vui khỏe. Nếu biện giải chánh pháp. Gặp khổ lại như đây. Nếu hay như lý giải. Cảm lạc và bồ đề. Người trí nơi chánh pháp. Bỏ báng và tà thuyết. Nơi chánh trí khởi dụng. Nên thành việc như ý. Do chẳng rõ pháp này. Người khởi ngã kiến dài. Nhân này tạo bao nghiệp. Liền sanh đường lành giữ. Cho đến chưa chứng pháp. Hay trừ diệt ngã kiến. Hằng hay khởi chánh cần. Nơi giới, thí, nhẫn thảy. Tạo pháp này làm đầu. Và pháp ở giữa sau. Nghĩa vô hư, chân lý. Hiện, lai như chẳng chìm. Nhân pháp, hiện gọi tốt. Vui vào, chết chẳng sợ. Sanh sau thọ giàu vui. Cho nên cùng pháp này. Chỉ pháp mới trị đúng. Nhân pháp người đời ưa. Nếu sanh cảm thương dân. Hiện, lai chẳng bị cuồng. Nếu phi pháp trị hóa. Chủ gặp thần yểm ác. Do thế gian tăng ác. Hiện, lai chẳng hoan hỉ. Vương pháp dối lừa kia. Đây đại nạn, ác đạo. Ác chí, tà bạn luận. Vì sao nói là tránh? Nếu người chuyên dối kia. Vì sao nói việc tránh? Nhân này nơi vạn sanh. Hằng gặp kia hư dối. Nếu muốn tạo oán cửu. Xả mất, giữ được này. Lợi này do đây đủ. Liền làm oán yêu não. Muốn thí và ái ngữ. Lợi hành cùng đồng sự. Nguyện ngươi nhiếp thế gian. Nhân đây hoằng chánh pháp. Vua nếu thật một lời. Như sanh dân hiền, tin. Đây như trong nói dối. Chẳng làm kia an tịnh. Thật ý khởi chẳng khác. Chảy khắp hay lợi tha. Đây gọi tên lời thật. Ngược đây là nói dối. Một xà tài nếu rõ. Như hay yên, vua mất. Như đây chủ mất của. Hay hại vô cùng đức. Nếu vua tránh việc ác. Đức dày người quý trọng. Nhân đây dạy minh vương. Mà nên việc tịch tịnh. Do trí vua khó động. Tự rõ chẳng tin kia. Luôn chẳng gặp dối trá. Nên quyết phải tu trí. Nương lý, xà tịnh trị. Vô tức đủ bốn lành. Như bốn đức chánh pháp. Trời người đều tán thán. Lại hay nói thanh tịnh. Do trí, bi vô cấu. Hằng cùng gặp người trí. Pháp vua, trí sanh trưởng. Lành nói người khó được. Nghe lành nói lại khó.
người thứ ba tốt hơn. Hay quấy người làm thiện. Nếu thiện chẳng chỗ thích, rõ này nên tu quấy. Như thuốc vị tuy đắng, vui bảo chữa mạnh mẽ. Thọ chẳng bệnh ngôi vua. Hằng nên nghĩ vô thường. Sau sanh tưởng lo lắng. Lại chuyên tâm hành pháp. Thấy quyết định nên chết. Chết tự ác kiến khổ. Người trí vì hiện lạc. Nên chẳng tạo ra tội. Thấy một niệm chẳng sợ. Nếu thấy sau lại sợ. Nếu một niệm tâm yên. Vì sao sau chẳng sợ. Do rượu gặp kia khinh. Tổn hại giảm lực thân. Do si làm chẳng việc. Nên người trí lìa rượu. Vây bao những niềm vui. Sanh tham sân, ưa dối. Nói sai, nhân ác khẩu. Cho nên hãy rời xa. Dâm dật quá mất sanh. Do tưởng thân nữ sạch. Tầm tư trong thân nữ. Thật chẳng một hào sạch. Miệng nữ bình mũi giải. Răng lưỡi dơ hôi hám. Mũi hôi do nước mũi. Nước mắt nhiều loại nữa. Bụng chưa tiêu, tiểu, ruột. Ngoài thân xương, thịt tụ. Người si mê chẳng chán. Nên tham trước việc này. Căn môn đầy hôi hám. Mà ham ác thân nhơn. Trong đó sanh ái luyến. Duyên nào được ly dục. Giống như bình tiểu giải. Heo thích vui trong đó. Nơi thân, cửa bất tịnh. Đa dục vui cũng thế. Cửa này là chỗ sanh. Làm chỗ thân, đất dơ. Người si tà ái chấp. Chẳng rõ danh lợi này. Người tự thấy một phần. Tiểu giải cùng bất tịnh. Nơi tụ gọi là thân. Vì sao ngươi lại thích? Đỏ, trắng mà xanh mầm. Mồ hôi chỗ tạo nên. Như rõ thân chẳng tịnh. Ý nào khổ sanh yêu. Uế tụ nên giận ác. Hôi hám ra trói buộc. Nếu hay nằm trong ấy. Tức yêu đắm nữ thân. Nếu hay yêu hay giận. Người già và người nữ. Nữ thân đều bất tịnh. Người nơi nào xanh ham. Màu phần tụ sắc đẹp. Tướng tá thật đẹp đẽ. Khởi yêu tất chẳng nên. Yêu gái thân cũng thế. Trong giờ thật bất tịnh. Ngoài ra chỗ chưa nhóm. Đây tử thi tánh loại. Vì sao thấy chẳng rõ. Da bất tịnh như áo. Chẳng thể liền giặt rũ. Vì sao dơ nơi da. Thay đổi để sạch sẽ. Bình chứa toàn đồ dơ. Ngoài sắc nếu ngươi giận. Thân này dơ đầy đây. Vì sao ngươi chẳng ngán. Như ngươi hết bất tịnh. Vì sao chẳng thân xấu. Hương hoa tầm ăn uống. Gốc tịnh mà hay dơ. Như ngươi lại ghét ác. Nơi mình người phần dơ. Vì sao ngươi chẳng ngán. Mình, người thân bất tịnh. Như thân nữ bất tịnh. Thân mình dơ cũng thế. Như vậy lìa người dục. Nơi nội ngoại đều thế. Chín cửa chảy bất tịnh. Tự rõ tự tẩy rửa. Nếu chẳng rõ bất tịnh. Mà tạo nên ái dục. Hy hữu thật vô trí. Chẳng xấu và khinh kia. Nơi thân bất tịnh ấy. Cách nào lợi cho ngươi. Nhiều chúng sanh nhân này. Vô minh che tâm này. Vi trần dục kết oán. Như chó tranh ăn phần. Như trùng thấy phần vui. Chẳng ngứa thấy an lạc. Như đây sanh dục lạc. Vô dục người tối lạc. Nếu người nghĩ nghĩa này. Lìa dục chẳng được thành. Do nghĩ dục nhẹ vậy. Chẳng gặp quả dâm dật. Từ chuột thấy đời ngắn. Sợ khổ những bức não. Vị lai quyết thọ này. Nên phải siêng hành bi. Người nào nếu thấy kia. Sanh kia thật sợ hãi. Giống như phần thân dơ. Ra vào độc trùng ác. Người này nếu đến kia. Chúng sanh được an lạc. Như hè trăng mây nhiều. Người càng muốn có mưa. Nên người xả pháp ác. Quyết tâm tu hạnh lành. Vì mình, người đều được. Quả vô thượng bồ đề. Đây bồ đề căn bản. Tên cứng như vua núi. Nhân mười phương đều thường. Lại chẳng hai nương trí. Đại vương ngươi lắng nghe. Nhân này ta đang nói. Cảm 32 tướng. Hay trong nghĩa thân ngươi. Một phần thánh người quý. Cúng dường hay gần gũi. Tay chân tướng đẹp quý. Sẽ thành vua chuyển luân. Tay chân thật mềm mại. Thân lớn cao 7 thước. Do thí ăn uống tốt. Thí kia thật đầy đủ. Thân viên mãn đoan chánh. Tay chân đều đầy dài.
ngươi sẽ thấy sống lâu. Do tâm bi thương tù, đại vương kiên trì pháp, làm thanh tịnh sống lâu. Do chân này bình an, sẽ được thành Bồ Tát, hành bố thí, ái ngữ, lợi hành cùng đồng sự. Do tay này chỉ mật, tay chân 80 loại, khuỷu chân cao dễ thương, tóc lông đều hướng lên. Do dài chẳng bỏ cao, gốc do thọ trì pháp, do cung kính kẻ thí, nơi nơi cùng nghề nghiệp, liền được Như Lộc Vương, và thông minh đại trí. Kia cầu đây có vật, ta hay làm huệ thí, nên cánh tay đẹp dài, được làm thế hóa chủ, thần ái nếu biệt ly, Bồ Tát làm hòa hợp, cảm này, âm tàng tướng, thường che khuất bên trong, thường thí nhà cửa vật. Nhỏ nhặt hay ưa màu, nên được thân cõi trời, nhuần nhuyễn sáng vi diệu, do thí vô thượng số, như lý thuận bậc trên, cảm từng lỗ chân lông, bạch hào mặt trung nghĩa, thường nói lành ái ngữ, lại hay thuận chánh pháp, thân trên như sư tử, tròn đầy như sữa ngọt, thăm bệnh cấp thuốc thang, hoặc cho kia ăn uống, nên được bụng dưới đầy, ngàn mạch rỗng trăm vị. Nơi mình, người, pháp ấy, thường hay vì đầu đàn, trên đỉnh đội mũ báu, ngang cứng đẹp kỳ lạ, do lâu đài nói vọng, thật đẹp phải nói lành, được tám tướng phạm âm, và lưỡi căn dài rộng, nay biết việc lợi này, số số vì kia nói, được đẹp như sư tử, mặt mày thật dễ thương, do trong kia chẳng khinh, tùy thuận làm chánh lý. Răng trắng hơn tất cả, giống như trơn châu thật, do nhiều lần lời này, nói thật chẳng hai lưỡi, nên đủ 40 răng, đẹp và cứng đường tốt, do lành xem chúng sanh, trơn không tham sân si, tròng mắt xanh trơn đẹp, con người như vua châu, do như đây lược nói, người tướng lớn là nhân, chuyển luân vương Bồ Tát, sắc đẹp ngươi nên biết, tùy tướng có 80. Từ từ bi sanh ra, đại vương ta chẳng nói, vì lành nói thêm nhiều, chỉ các chuyển luân vương, đồng có tướng tốt này, sáng sạch và dễ thương, nhưng chẳng giống Như Lai. Từ Bồ Tát tâm lành, mỗi niệm trong mỗi phần, chuyển vương tướng tốt nhân, thường chẳng nên sánh đây. Mỗi người vạn ức kiếp, tu lành căn sanh trưởng, nơi Phật tướng sợi lông. Nhân này lại chẳng cảm, chư Phật cùng Luân Vương, tướng trong một phần thảy, giống như sánh mặt trời, nơi sáng có chỗ giống, bảo hành vương chánh luận, phẩm Bồ Đề Tư Lương, phẩm thứ ba, chư Phật tướng lành tốt, từ nan tư phước sanh, ta nay vì ngươi nói, nương đại thừa A Hàm, tất cả phước duyên giác, hữu học, vô học phước, và mười phương thế phước. Phước như thế khó lường. Phước này gấp 10 lần. Cảm Phật tướng sợi lông. 99.000 lông. Mỗi mỗi phước đều thế. Như đây phước thật nhiều. Sanh Phật tất cả lông. Lại tăng hơn 100 lần. Làm cảm Phật một ít. Như thế nhiều. Mỗi mỗi tốt được thành. Cho đến đủ 80. Tùy đẹp một tướng lớn. Như thế phước đức tụ. Hay cảm 80 đẹp. Hợp lại tăng lên 100, cảm Phật một tướng lớn, như thế nhiều phước đức, hay cảm 30 tướng, lại liền tăng gấp 100, lông đẹp như trăng tròn, hay cảm phước đẹp trắng, lại hay tăng gấp 1000, phước này cảm, khó thấy, trên đảnh Mão Ni Sa, như đây vô lượng phước, phương tiện nói có lượng, nơi tất cả 10 phương, như nói gấp 10 đời, chư Phật nhân sắc thân. Thường như thế vô lượng, huống Phật Pháp thân nhân, mà còn có giới hạn. Thế gian nhân tuy chỉ, nhưng quả lớn khó bằng. Phật nhân tức khó sánh, quả sánh nói sao được. Chư Phật có sắc thân, đều từ phước hành khởi. Đại vương Phật Pháp thân, do trí huệ mà thành, nên Phật phước huệ hành. Đây nhánh nhân Bồ Đề, nên nguyện ngươi hay làm. Bồ Đề phước huệ hành. Sẽ thành phước Bồ Đề. Ngươi không rơi vào lo. Có Lý và A Hàm.
hay làm tâm an tin. Như mười phương vô biên, không và địa, thủy, hỏa, có khổ, các chúng sanh. Vô biên kia cũng vậy. Vô biên chúng sanh này, Bồ Tát nương đại bi, từ khổ mà cứu bạt. Nguyện kia bát niết bàn, từ đó phát tâm vững. Đi, đứng và nằm, nhớ, hoặc lúc ít buông lung. Vô lượng phước hay chảy, phước nhiều như chúng sanh, hằng chảy không gián đoạn. Nhân quả gắn liền nhau, nên bồ đề chẳng khó. Thời tiết và chúng sanh, bồ đề cùng phước đức, do đây tứ vô lượng. Bồ Tát kiên tâm làm, bồ đề tuy vô lượng, nhân trước tứ vô lượng, tu phước huệ cả hai. Sao lại khó có được? Phước huệ cả hai loại, như đây không biên giới. Bồ Tát khổ thân tâm, nên tật được tiêu trừ. Đường ác gồm đói khát, thân khổ nghiệp ác sanh, Bồ Tát xa lìa ác, làm thiện khổ chẳng sanh, dục, sân, sợ hãi thảy, tâm khổ từ si sanh, do nương không hai trí, Bồ Tát lìa tâm khổ, có khổ lại thừa ra, hay nhẫn nhiều được chăng, chẳng khổ thì lâu dài, có vui sao lại khó, thân khổ quyết chẳng có, giả nói có tâm khổ, lo thế gian hai khổ. Nên hằng ở sanh tử, do bồ đề lâu dài, người trí tâm chẳng đắm, vì diệt ác sanh thiện, đây là tu không gián, tham, sân và vô minh, nguyện ngươi thức lìa bỏ, chẳng tham cùng các khổ, rõ chỗ cung kính tu, do tham sanh vào quỷ, do sân đọa địa ngục, do si vào súc sanh, ngược này sanh trời người, bỏ ác và tu thiện. Pháp này là nhân vui. Nếu đây pháp giải thoát, do trí xả hai chấp, Phật tượng và chi đề tích tụ phước đức, điện đường cùng chùa tháp, tối thắng nhiều đồ cúng. Ngươi nên kính thành lập, ngồi trên liên hoa báu, sắc đẹp vi diệu tận, tất cả các loại vàng. Ngươi nên làm tượng Phật, chánh pháp và thánh chúng, ra lệnh để hộ trì, hoành phi vàng che trên. Phụng hiến với phước đức, vàng bạc nhiều hoa quý, san hô, lưu ly châu, đế thích xanh thật xanh, kim cang hiến phước đức, hay nói chánh pháp người, dùng tứ sự cúng dường, lục hòa kỉnh cùng pháp, thường nên chuyên tu hành, hay kính tin cùng nghe, siêng làm và giữ gìn, Bồ Tát tất nên làm, sau chết lại cúng dường, ở trời chúng ngoại đảo. Chẳng nên gần để lễ. Nhân không chí, tin tà. Chưa việc ác rõ biết. Phật A Hàm và luận. Viết lách, đọc, tụng, thí. Lại giấy bút cùng mực. Ngươi nên làm phước này. Vì nước mở trường học. Thuê thầy cùng học sĩ. Kiến thiết cơ nghiệp lâu. Ngươi làm vì trí tuệ. Cùng y khoa nghề nghiệp. Cũng nên lập đất đai. Nhiều giá ít bệnh khổ. Nơi nước có cứu giúp. Tạo các nơi già lam, vườn, đường, hồ, đình, nhà, trong đó cho đồ dùng, rau cải đồ nấu ăn, nơi tiểu quốc thổ kia, nên tạo chùa, đình, quán, đường xa ít gặp nước, tạo giếng, ao, hồ uống, bệnh khổ không nương nghèo, người yếu hay sợ hãi, nương từ bi mà nhiếp, tâm siêng an lập kia, tùy lúc ăn uống mới. Rau quả và gạo mới. Đại chúng cùng người tu. Chưa thí chưa dùng trước. Vải vóc, bình cùng dao. Kim tuyến và cánh cửa. Nơm, dập cùng các loại. Nên thí vào chùa, quán. Ba quả và ba hạnh. Đường ngọt, nước, sữa, thuốc. Hằng nên làm cho tỉnh. Thờ chú và thuốc men. Thuốc, dầu sức trên người. Cháy dầu đèn là quả. Đồ nước và dao búa. Nên cho các đỉnh quán. Gạo thóc, bột ăn uống. Đường mật thuộc các loại. Hay nên để chỗ mát. Và bình đầy nước sạch. Phòng kiến, chuột đào hang. Ăn uống, gạo, đường thảy. Nguyện làm cho người tin. Ngày ngày nên chia ra. Như ý căn sau trước. Hàng thí cho ngạ quỷ. Chó, chuột, chim, kiến thảy. Nguyện ngươi hay cho ăn. Bệnh dịch lúc đói khát. Nước cạn và tặc nạn,
quốc tặc liền tế độ. Nguyện ngươi hằng cứu giúp. Nông dân bị mất mùa. Nguyện cho những hạt giống. Tùy thời mà thâu thuế. Nhẹ nhàng mà điều phục. Vật thí cho kẻ nghèo. Bỏ tức chẳng lo âu. Đề phòng lúc nhàn rỗi. Lúc ấy tiếp khách quý. Bên trong ngoài bị trộm. Phương tiện dứt tức thì. Tùy lúc sót bạn buôn. Tạo vật giá quân bình. Chỗ ngồi và lo việc. Tự như lý quan sát. Việc nên lợi vạn người. Hay cung kính tu hành. Nên làm lợi cho mình. Như ngươi hằng suy nghĩ. Lợi tha sao thành được. Như đây ngươi mau nghĩ. Địa, thủy, hỏa, phong thảy. Cỏ thuốc và cây hoang. Như đây hoặc chờ lúc. Kia lãnh những chối từ. Bảy bước nên khởi tâm. Vì tu nội ngoại tài. Bồ Tát phước đức thành. Khó lượng như hư không. Đồng nữ tướng tốt đẹp. Huệ thí kẻ cầu được. Nên được Đà La Ni. Hay trừ tất cả pháp. Yêu màu sắc đẹp đẽ. Cùng tất cả đồ dùng. Cho 80.000 đồng nữ. Thích Ca Phật xưa kia. Quang minh nhiều màu sắc. Áo quần đều trang nghiêm. Hoa hương cùng nên thí. Nương bi huệ người cầu. Nếu người lìa duyên này. Nơi pháp không yêu làm. Tức nên thí như vậy. Qua sau này chưa huệ. Độc lại hứa cho kia. Nếu đây hay lợi tha. Cam lộ chẳng hứa thí. Nếu đây tổng hại kia. Nếu rắn cắn tay người. Phật lại nghe liền trừ. Hoặc Phật dạy lợi kia. Bức bách lại nên làm. Cố giữ gìn chánh pháp. Và hay nói pháp người. Cung kính nghe thọ pháp. Hoặc lấy pháp thí kia. Chưa yêu đời tán thán. Hằng vui pháp xuất tục. Như lập đức chính mình. Thí kia lại như đây. Khi nghe chưa rõ đủ. Và tư, tu thật nghĩa. Nơi thầy báo ân thí. Nên kính làm chưa ngoa. Chưa đọc ngoại tà luận. Nhưng khởi tranh mạn vậy. Chẳng nên khen đức mình. Oán đức lại chẳng khen. Chưa cho kia rõ việc. Cùng ác tâm lưỡng thiệt. Tự nơi kia có quá. Như lý xem sám hối. Nếu do đây sai trái. Người chí sao trách kia. Tự ta lìa sai này. Hay nên cứu giúp kia. Kia tự tìm chưa sân. Tức quán nghiệp ác trước. Chưa báo ác với kia. Nên sau chưa thọ khổ. Nơi kia nên suy nghĩ. Chưa mong kia báo đáp. Chỉ tự ưng thọ khổ. Cùng cầu chúng thọ vui. Nếu được trời phú quý. Tự cao chẳng nên làm. Gặp lúc như ngạ quỷ. Chưa khởi làm việc bi. Giả như mất ngôi vua. Hoặc chết do lời thật. Lại hay nói điều này. Chẳng thật lợi mặc nhiên. Như nói như điều này. Nguyện ngươi chuyên làm lành. Nhân đây biến thành tốt. Tự tại thành tốt đẹp. Nên tạo thuần chọn lựa. Sau tức nương lý làm. Chưa do tin kia tạo. Nên tự rõ thật nghĩa. Nếu y lý làm lành. Tên tốt khắp 10 phương. Vương hầu luôn chẳng dứt. Vua giàu vui, truyền đại. Chết nương trăm một thứ. Thọ mạng nhân chẳng nhiều. Nhân này hoặc duyên chết. Nên hằng hay làm lành. Nếu người hay làm lành. Thì sẽ được an lạc. Nơi tự tha nếu vậy. Lành này vui đầy đủ. Nương pháp làm tánh người. Nằm, biết thường an lạc. Trong mộng thấy việc lành. Do trong chẳng việc ác. Nếu người nuôi cha mẹ. Cung kính chính nhà mình. Kính người lành dùng của. Nhẫn nhục và đại độ. Nói ngọt không hai lưỡi. Lời thật giống niềm vui. Đây nhân chín cõi trời. Hết sống nên tu hành. Do xưa làm chín pháp. Thiên chủ cảm ngôi vua. Nơi nơi ở pháp đường. Đến rồi thường hay nói. Một ngày 3 lần thí. Ăn ngon 300 loại. Phước chẳng sánh sát na. Làm từ 1%. Trời người hay vui hộ. Ngày đêm thọ hỷ lạc. Chẳng oán, lửa độc gậy. Đây làm từ hiện quả. Chẳng công dụng cùng của. Sau sanh nơi sắc giới. Được từ 10 công đức. Nếu người chưa giải thoát. Dạy tất cả chúng sanh. Hay phát tâm bồ đề. Bồ tát đức như núi. Bồ đề tâm kiên cố. Do tin lìa 8 nạn. Nhân giới sanh đường lành. Việc tu trơn như không.
được lành chẳng phóng dật, chẳng xiểm được óc niêm căn, hằng nghĩ được huệ căn, cung kính được nghĩa lý, hộ pháp của đời trước, bố thí hay nghe pháp, hoặc chẳng chứng kia nghe, tật được như chỗ mến, cùng Phật được gặp ngay, chẳng tham tạo thành việc, chẳng keo tài vật nhiều, lìa mạn được thượng phẩm, pháp nhẫn được tổng trì, do làm năm thí thật, và huệ, không sợ hãi, chẳng có sợ thứ gì, nên cảm thế lực lớn, tích phước như tạo đèn, tối tăm có ánh sáng, bố thí chứa dầu sáng, nên được mắt trời đẹp, cúng dường bố thí thời, tức tạo tiếng trống vui, tù và tiếng vi diệu, thường được tai tịnh thiên, nơi kia mất mặc nhiên, chẳng nói người kém đức, tùy thuận hộ ý kia, nên được tha tâm trí, do thí được lên thuyền, trở đến cứu kẻ nghèo, cung kính nhìn bậc trên, nên được như ý thông, làm kia nhớ đến pháp, và tránh pháp câu nghĩa, hoặc tịnh tâm thí pháp, nên cảm túc mệnh trí, do trí chân thật nghĩa, vì các pháp không tánh, nên được thông thứ sáu, tối thắng và lậu tận, bình đẳng bi giống nhau, do tu như thật trí, nên tự được thành Phật, hằng giải thoát chúng sanh, do nhiều loại tịnh nguyện, nên Phật độ thanh tịnh, chúng bảo hiến công đức, nên phóng nhiều ánh sáng, như nghiệp này và quả, ta rõ nghĩa giống nhau, do nên tu lợi kia, tức bồ đề tự lợi, giáo vương dạy vua. Phẩm thứ tư, vua nếu làm phi pháp, hoặc tạo phi đạo lý, việc vua, người lại khen, đó quá ác khó biết, lại có kẻ thế gian, chẳng thích lành, khó dạy, hà huống đại quốc vương, hay nghe lời người lành, nay ta thương tưởng ngươi, và thương khắp thế gian, nên ta lành khuyên ngươi, thật ích nếu chẳng ham, trơn ý có nghĩa lợi, nương đây do từ bi, Phật hay dạy đệ tử, nên ta vì ngươi nói, nếu chú tâm nghe đây, nên ở nơi chẳng sân, nên giữ tất có thể, như tắm được sạch sẽ, ta nay nói lời lành, hiện, lai có lợi ích, ngươi rõ nên thọ làm, vì mình và cho đời, do xưa cho người nghèo, nên giờ cảm giàu của, nhân tham chẳng rõ nghĩ, bỏ thí chẳng có được, thế gian chỉ so lường, chẳng lo không người thiếu, do thí mượn đồ kém, đời sau vật gấp trăm, nguyện ngươi phát tâm lớn, hằng cùng tạo đại sự, nếu làm với tâm lớn, người này được quả lớn, ý kém vô hẹp hòi, tâm nguyện chưa từng gặp, tên hay, việc tốt đẹp, tam bảo nương nên làm, nhớ vô tâm cùng lông, nếu việc chẳng như ngươi, chết kia tạo tên xấu. Vô chẳng làm việc tốt, việc to lớn hay tạo, người lớn hy hữu dùng, hay chướng người thấp nguyện, mà lệnh thành việc này, chẳng tự còn vật thí, thân sau vào tương lai, nếu nơi pháp của yên, trước đến nghịch lại chờ, tiên đế các sản nghiệp, quên gốc gặp vua mới, hay vì vua trước sanh, pháp lạc, tên hay chẳng, dùng tiền thọ, hiện vui, nếu thí cảm, sau vui, chẳng đây hai kia mất, chỉ sanh khổ, chẳng vui, cuối đời muốn bố thí, thần lo mất tự tại, phải tuyệt mà bỏ yêu, tùy vua mới muốn vui, nếu bỏ tất cả vật, ngươi làm nên hoàng pháp, lại thường ở duyên tử, giống như gió qua đèn, trước các vua đã khởi, bình đẳng các công đức, nghĩa trời, thần, miếu, đường. Nguyện như cũ sửa đổi, lìa sát thường làm lành, chỉ giới yêu nét đẹp, nghề tăng tài chẳng tranh, siêng năng hay tu thiện, thanh tịnh không tích tụ, chẳng xả nơi việc kia, an lập lấy dẫn đầu, thọ được công đức kia, mù, bệnh căn không đủ, nên thương, chẳng nơi nương, nơi miếu không được giấu, bình đẳng cùng kia ăn, đạo đức chẳng cầu ngươi. Hoặc trụ ngoài đất vua, cúng dường hoặc giống vậy, nên làm không phân biệt, nơi tất cả pháp sự, nên lập người siêng năng, không tham hay rõ lành, chẳng phạm pháp, sợ tội,
rõ chánh luận làm thiện. Thân ái bốn quán tịnh. Lời đẹp chẳng khiếp nhược. Bên trên hay chỉ giới. Rõ biết kia bị khổ. Như lý nghề quyết dẹp. Tám người cùng giúp đỡ. Vì muốn lập tám chỗ. Nhu hòa có đại độ. Mạnh mẽ hay thương vua. Ngay thật hay dùng của. Không buông lung làm lành. Lành nghĩ chỗ việc làm. Hay riêng 12 que. Sẽ làm bốn phương tiện. Nên lập vị đại thần. Giữ pháp giới thanh tịnh. Rõ việc có kẻ dùng. Hay sanh trường giữ tiền. Giải nghĩa, nghề viết, tính. Nơi kia tâm sự thảy. Sở tội thân thiết vua. Của cải nhiều quyến thuộc. Tuyên lập làm quan chức. Ngày ngày nên hỏi kia. Tất cả của ra vào. Hỏi rồi pháp sự thảy. Tâm vui, lành dậy hối. Vì pháp xứ ngôi vua. Chẳng cầu danh dục trần. Ngôi vua hơn có lợi. Khác đây tức chẳng phải. Đại vương tức thế gian. Nhiều giúp nhau ăn uống. Lập pháp, nghĩa ngôi vua. Ngươi lắng nghe ta nói. Trưởng lão nơi xứ vua. Trên tộc giải thị phi. Sợ ác, nhiều tương thuận. Nguyện kia thấy việc vua. Phạt trói đánh bằng roi. Nếu kia nương lý làm. Vô hằng giải đại bi. Lập kia liền thí ân. Vì lợi tất cả người. Nên hay khởi tâm từ. Nếu kia thật quá ác. Lại nên sanh đại bi. Quá ác cực hại tâm. Tất vì kia mà thương. Kia tức là chỗ từ. Tránh hành nhân chẳng cảnh. Người nghèo nếu bị ở. 5 ngày tức thối lui. Người khác lại như lý. Tùy một chưa câu lưu. Nếu nơi chỗ một người. Khởi tâm cột lâu dài. Tùy người sanh chẳng hộ. Nhân đây ác hay lưu. Cho đến kia chưa tan. Tuy cột, lại an lạc. Trang sức cùng ăn uống. Thuốc thang đều đầy đủ. Vua muốn kia thành chỗ. Nương bi lập dậy lành. Thiện ác người đều giống. Chẳng do sân và dục. Rõ biết thật rõ rồi. Người tăng khởi phản nghịch. Chẳng giết, chẳng gặp kia. Nguyện vua, đuổi đất khác. Thấy nhà mình như oán. Do người tham mắt tịnh. Hằng nghĩ chẳng buông lung. Nguyện làm như pháp sự. Thường hay siêng cúng dường. Có người ân làm được. Như ân đức thắng hơn. Báo kia lại như thế. Hay tiếp các hoa đẹp. Cùng thí những quả lớn. Cây quý có nhiều cành. Các chim nương vào đó. Vua chỉ giới hay thí. Có uy được tâm, vật. Giống như viên đường tròn. Hương thơm, vị cũng khác. Nếu vua nương đạo lý. Pháp ác tức chẳng làm. Chẳng khó, chẳng phi pháp. Hay có pháp hoan lạc. Chẳng từ đời xưa lại. Chẳng thể hay nhập vào. Ngôi vua từ pháp được. Vì ngôi chưa hoại pháp. Ngôi vua như ngôi nhà. Khổ truyền như giá cả. Vì chẳng liền cầu được. Đây dùng ngươi nên làm. Ngôi vua như ngôi nhà. Vua truyền như chỗ đổi. Vì muốn liền cầu được. Đây dùng để tu hành. Chuyển luân vương được đất. Hoặc đủ bốn thiên hạ. Nhưng thân tâm hai vui. Ngoài phú quý đều giả. Thường đối trị các khổ. Vì thân hỷ lạc thọ. Tâm vui là tướng loại. Đều phân biệt chỗ làm. Đối trị khổ làm thể. Và phân biệt làm loại. Thế gian tất cả vui. Hư nên không chân thật. Nơi nơi chỗ ở ăn. Chỗ ngồi và áo quần. Uống ăn đồ nằm đủ. Vợ, xe, voi dùng một. Nếu tâm tùy một duyên. Tức do kia sanh vui. Ngoài cảnh chẳng riêng vậy. Cho nên hư chẳng dùng. Ngũ căn duyên ngũ trần. Nếu tâm chẳng phân biệt. Tuy lại được thành bụi. Chẳng do đây sanh vui. Trần này, căn sở duyên. Ngoài tức chẳng thể nơi. Nên chỗ thừa căn trần. Chân thật không có nghĩa. Căn trần này sở duyên. Tâm thủ tướng quá khứ. Phân biệt khởi tịnh tưởng. Ở kia sanh lạc thọ. Một trần tâm sở duyên. Tâm, trần chẳng cùng đời. Liền lìa tâm, không trần. Lìa trần lại chẳng tâm. Lấy cha mẹ làm nhân. Người nói có con sanh. Như duyên này nhân sắc. Nói có thức đồng sanh. Khứ lai thế căn trần. Chẳng thành do vô nghĩa. Chẳng ra hai đời vậy.
hiện trần căn không nghĩa, như mắt thấy vòng lửa, do căn đảo loạn vậy. Với hiện tại trong trần, căn duyên trần cũng vậy. Ngũ căn cùng cảnh giới là bốn đại trần loại, mỗi mỗi chỗ không lớn, trần duyên căn chẳng có. Nếu đại mỗi lìa thành, chỉ củi lửa nên cháy. Nếu lìa không chẳng lìa, trần lại giống điều này. Tứ đại hai nghĩa hư, nên chẳng thành hòa đồng. Tứ thật chẳng hòa đồng, nên sắc trần chẳng thành. Thức, thọ, tưởng và hành, hai loại thể chẳng thành. Chẳng hợp cùng duyên sanh, chẳng có nên không hợp. Như phân biệt hỷ lạc, duyên khổ đối trị thành. Như đây chỗ tính khổ, nhân vui hoại nên thành. Với vui hòa hợp yêu, duyên vô tướng tức mất. Với khổ xa lìa tham, do đây quán chẳng sanh. Khổ nương đời để nói, tâm vì hay thấy đó, chẳng phải lìa chỗ thấy, hay thấy chẳng thành vậy. Quán, hạnh thấy thế gian, như chẳng thật chẳng có, chẳng thủ, chẳng phân biệt, bát niết bàn như lửa, Bồ Tát thấy như đây, với Bồ Đề chẳng thoái, do Đại Bi hướng dẫn, sau tương tục đến Phật, các Bồ Tát tu đạo, Phật nói nơi Đại Thừa. Vô trí, người giận dữ, tự hại, bỏ chẳng giữ, chẳng biết, công đức mất, với đức khởi, mất tưởng, hoặc giận ghét thắng lợi, nên người chê Đại Thừa. Nếu rõ tội tổn kia, công đức hay lợi ích, nên nói người phỉ bang, chẳng biết giận, ghét lành, do chẳng tin tự lợi, một vị lợi ích kia, Đại Thừa chỗ huân đức, nên kẻ chê thành than. Người tin do chấp chặt, chẳng tin do ghét giận. Người tin chê hay đốt, hà huống người sân si. Càng độc mà trị độc, như thầy thuốc hay nói. Nếu diệt ác cũng thế, lời này sai khác gì. Các pháp tâm hành trước, lấy tâm làm đầu tiên. Lấy khổ diệt ác kia, tâm lành người qua gì. Khổ hay nếu được lợi, nên thủ hà huống vui. Hoặc với mình và người. Đây là gốc pháp xưa, do hay quên ít vui, sau nếu thấy vui nhiều, người chí bỏ vui ít, quán nơi sau vui lớn, nếu không nhẫn lời này, thầy thuốc cho khổ vui, phạm tội chẳng thể tha, nên ngươi, nghĩa chẳng vậy, hoặc thấy việc chẳng nghi, kẻ chí do nghĩa làm, hoặc chế hoặc mở ra, nghĩa này nơi nơi có, các Bồ Tát uy nghi. Bi là trước chí thành. Đại Thừa nói như đây. Nhân gì mà phỉ báng. Không chí nên chìm nổi. Thượng Thừa rộng nghĩa sâu. Do phỉ báng Đại Thừa. Thành ta, người oan gia. Thí, giới, nhẫn, tinh tấn. Định, chí, bi làm thể. Phật nói Đại Thừa vậy. Sao có tà thuyết lậu. Do thí, giới lợi kia. Nhẫn, tiến làm tự lợi. Định, huệ, thoát, tự, tha. Lược nhiếp nghĩa Đại Thừa. Lược nói Phật chánh giáo. Nghĩa giải thoát tự, tha. Đây sáu độ làm tạng. Người nào hay bỏ đây. Phước huệ làm chủng loại. Phật nói đạo Bồ Đề. Lập đây tên Đại Thừa. Si, mù chẳng thể nhẫn. Như không khó suy nghĩ. Phước huệ làm thành vậy. Chư Phật đức khó nghĩ. Nơi Đại Thừa nguyện nhẫn, Đại Đức Xá Lợi Phất, Phật giới, chẳng cảnh này, nên Phật Đức khó nghĩ, vì sao chẳng thể nhẫn, nơi Đại Thừa vô sanh, Thừa nhỏ nói không diệt, vô sanh diệt một thể, tự nghĩa chưa sai khác, chân không vào Phật Đức, nếu như Pháp chọn lựa, Đại Tiểu cả hai Thừa, với người trí sao tranh, Phật nói biết liễu nghĩa. Chẳng người thấp dễ giải. Một ba Thừa nói trong. Hộ tự thể chưa hại. Nếu xả không có phước. Nếu giận, ác, không lành. Nếu muốn yêu tự thân. Đại Thừa không nên chê. Bồ Tát nguyện và làm. Hồi hướng cùng kia không. Nếu nương tiểu Thừa tu. Sao thể thành Bồ Tát. Bồ Tát đạo bốn nương. Nơi tiểu Thừa chẳng nói. Pháp nào Phật đã tu. Mà nói hay hơn kia. Nương tựa đế, trợ đạo. Phật và kia nếu giống.
Tu nhân liền chẳng khác. Vì sao quả sai biệt? Bồ đề hành tổng biệt. Tiểu thừa giữa chẳng nói. Nơi đại thừa đầy đủ. Nên chí phải tin thọ. Như luận tỳ già la. Trước dạy học chữ cái. Phật lập giáo như thế. Để giáo hóa gốc siêu. Có nơi hoặc thuyết pháp. Làm kia lìa các ác. Hoặc vì thành phước đức. Hoặc đủ nương nơi hai. Hoặc vì thay hai này. Sâu xa chỗ người kém. Hoặc lấy bi làm trên. Vì kia thành bồ đề. Cho nên người thông minh. Nên bỏ giận đại thừa. Nên khởi tin và thọ. Vì được vô đẳng giác. Do tin thọ đại thừa. Và hành đại thừa giáo. Nên thành vô thượng đạo. Giữa đó nhiều niềm vui. Thí, giới và nhẫn nhục. Nhiều vì do tại gia. Pháp này bi đứng đầu. Nguyện ngươi tu thành tánh. Do đời chẳng bình đẳng. Ngôi vua nếu trái pháp. Vì đẹp tên và pháp. Việc ấy xuất gia hơn. Xuất gia chánh hạnh. Phẩm thứ năm. Người xuất gia sơ học. Kính tâm tu cấm giới. Nơi mộc xoa, tỳ ni. Học nhiều phá lập nghĩa. Liền khởi tâm chánh cần. Xả ly những hoặc thô. Số có 57. Lắng nghe ta nói đây. Lạ nghĩa tâm sai khác. Giận, là kết kia mất. Che, ác tội tên giấu. Và gặp ác hiển thiện. Kia khoe danh dối lừa. Dối, nghĩa làm tâm cong. Tật, nơi kia lo đức. Đố, tâm lo lắng xả. Chẳng hổ và chẳng thẹn. Nơi mình, người chẳng xấu. Chẳng dưới chẳng kính kia. Loạn động sân phương tiện. Say, nghĩ chẳng kể kia. Buông lung chẳng tu thiện. Mạn, ấy có 7 loại. Ta nay sẽ nói lược. Nếu người khởi phân biệt. Từ thấp thấp thảy thảy. Từ dưới và hơn trên. Nói đây hoặc là mạn. Người thấp lo tự thân. Người thấp như thế ấy. Nói đây là hạ mạn. Do tự hạ mình vậy. Người hạ cao tự thân. Cùng người hơn bình đẳng. Hoặc này tên cao mạn. Do tự cao làm hơn. Người dưới tính chính mình. Hơn nơi hơn người khác. Nói đây tên quá mạn. Như nhọt ở trên bọt. Nơi năm loại thủ ấm. Tự tánh không, không người. Do si nên tính ta. Nói đây tên ngã mạn. Thật chưa được thánh đạo. Kể tự thân được rồi. Do ta biên đạo vậy. Nói tên tăng thượng mạn. Nếu người do tạo ác. Mà kể tự thân hơn. Thêm lại phá đức kia. Nói đây là tà mạn. Ta nay không dùng đến. Hoặc có dưới tự thể. Đây lại tên hạ mạn. Hay duyên tự thể khởi. Vì cầu lợi dưỡng khen. Nên thủ nhiếp 6 căn. Hay ổn tham, dục, ý. Hoặc này tên cống cao. Vì được lợi cúng dường. Nơi kia khởi ái ngữ. Hoặc này duyên thế pháp. Nói đây là tạ ngôn. Vì muốn được vật kia. Nếu khen đẹp của này. Nói tên là hiện tướng. Nên thấy tự tâm vậy. Vì muốn được chỗ cầu. Hoặc tiền chẳng phá kia. Nói tên là ha trách. Hay phục kia thuận theo. Do thí, dục cầu lợi. Hoặc khen kia đức trước. Gọi tên lợi cầu dục. Năm tà này mệnh nhiếp. Nếu người duyên kia mất. Tâm ấy nhiều loại gọi. Nói tên là ám ích. Đây hoặc nhóm hậu tâm. Sợ hãi chẳng hay yên. Do vô trí và bệnh. Nơi dưới thô tự đủ. Ba hoa và giải đãi. Dục sân si ô tưởng. Tên gọi nhiều loại lắm. Chẳng như hiện quan sát. Gọi tên chẳng tư duy. Nơi việc tránh giải đãi. Gọi là chẳng cung kính. Nơi thầy chẳng tôn trọng. Gọi tên chẳng tôn trọng. Trên tâm dục đã khởi. Bên ngoài danh cứ giữ. Tâm trên giữ, dục sanh. Tối cùng gọi biến trước. Từ của sanh trường dục. Chẳng đủ, tâm tên tham. Ái trước nơi vật kia. Tên là bất đẳng dục. Nơi phi cảnh người nữ. Cầu được chẳng pháp dục. Tự không đức, hiền đức. Gọi tên là ác dục. Lìa chi thúc hằng cầu. Gọi tên là đại dục. Nguyện kia biết đức ta. Gọi tên là thức dục. Chẳng nên yên thọ khổ. Gọi tên là bất nhẫn. Nơi thầy kính việc tránh. Tà hạnh gọi chẳng quý.
như pháp lành nói dậy. Khinh mạn gọi khó nói. Nơi người thân ái trước. Tư duy gọi thân giác. Do dục ở nơi nơi. Suy được gọi thổ giác. Chẳng lo chết sợ hãi. Gọi tên chẳng tử giác. Do chân thật công đức. Nguyện kia tôn trọng ta. Suy này duyên thức kia. Gọi tên thuận giác giác. Do ái và tâm ghét. Nghĩ mình làm hại kia. Duyên tự và người ngoài. Gọi tên hại tha giác. Lo nhớ nhiễm ô tâm. Chẳng nương gọi bất an. Thân chìm gọi tên cực. Chậm chạp gọi giải đãi. Do theo tâm trên hoặc. Do phát thân tên tần. Thân loạn chẳng ăn kiên. Gọi tên là say ăn. Thân tâm thật mệt mỏi. Gọi tên là hạ liệt. Tham ái nơi ngũ trần. Gọi tên là dục dục. Nơi kia tổn hại ý. Từ chín nhân duyên sanh. Ba thời nghi tai hoạnh. Gọi tên là sân nhuế. Do thân tâm nặng nên. Việc không thể gọi yếu. Tâm hối gọi là thủy. Thân tâm lắc nên động. Do việc ác sanh hối. Yêu sau thiêu đốt tên. Nơi tam bảo tứ đế. Dụ dự nói là nghi. Nếu xuất gia Bồ Tát. Lìa lìa loại thô này. Nếu hay tha ác này. Đối trị đức dễ sanh. Trong đây các công đức. Bồ Tát nên tu trị. Nghĩa thí, giới và nhẫn. Siêng định, huệ, bi thảy. Xả vật riêng gọi thí. Khởi lợi tha gọi giới. Giải thoát sân tên nhẫn. Nhiếp lành gọi tinh tấn. Tâm tịch tỉnh tên định. Thông chân nghĩa tên trí. Nơi tất cả chúng sanh. Một vị lợi gọi bi. Thí sanh giàu giới vui. Nhẫn, ái, siêng đốt cháy. Định tĩnh trí giải thoát. Bi sanh tất cả lợi. Bảy pháp này nếu thành. Đều được đến cứu cánh. Khó nghĩ trí cảnh giới. Làm đến nơi Thế Tôn. Như ở trong tiểu thừa. Nói các địa thanh văn. Nơi đại thừa cũng thế. Nói Bồ Tát thập địa. Sơ địa là hoan hỷ. Ở trong hỷ hy hữu. Do ba hết diệt tận. Và sanh vào nhà Phật. Nhân đây địa quả báo. Hiện tiền tu bố thí. Ở trăm thế giới Phật. Bất động được tự tại. Ở diêm phù các châu. Làm đại chuyển luân vương. Ở thế gian hằng chuyển. Bảo luân và pháp luân. Đệ nhị gọi vô cấu. Thân, khẩu, ý và nghiệp. Mười loại đều thanh tịnh. Tự tánh được tự tại. Nhân này địa quả báo. Hiện tiền tu chỉ giới. Nơi ngàn Phật thế giới. Chẳng động được tự tại. Tiên nhân thiên đế thích. Hay trừ thiên ái dục. Thiên ma và ngoại đạo. Đều được chẳng hay động. Đệ tam gọi minh diệm. Tịnh huệ quang minh sanh. Do định và thần thông. Dục, sân, hoặc, diệt vậy. Nhân này địa quả báo. Hiện tiền tu nhẫn nhục. Nơi vạn Phật thế giới. Chẳng động được tự tại. Tu giả ma thiên đế. Mất thân thấy tập khí. Tất cả tà sư chấp. Hay phá hay tránh giáo. Đệ tứ tên thiên nhiên. Chí lửa sáng xanh sáng. Nhân này địa quả báo. Tinh tấn độ hiện tiền. Nhiều tu tập đạo phẩm. Là diệt hoặc, sanh đạo. Đầu xuất đà thiên chủ. Trừ ngoại đạo thế giới. Do được sanh tự tại. Nơi mười phương Phật độ. Qua lại không chướng ngại. Ngoài nghĩa như địa trước. Đệ ngũ tên nan thắng. Ma, nhị thừa chẳng đặng. Thánh đế vi diệu nghĩa. Chứng thấy chỗ sanh vậy. Nhân này địa quả báo. Định độ được hiện tiền. Làm hóa lạc thiên chủ. Qua hai thừa hướng đại. Đệ lục tên hiện tiền. Chánh hướng Phật Pháp vậy. Do bởi tu định huệ. Chứng được diệt viên mãn. Nhân này địa quả báo. Bát nhã độ hiện tiền. Tha hóa tự tại thiên. Hay dạy trầm tục đế. Đệ thất tên viễn hành. Viễn hành lại tiếp tục. Nơi trong niệm niệm được. Vô sanh và vô diệt. Nhân này địa quả báo. Phương tiện trí hiện tiền. Được làm đại phạm vương. Hay thông đệ nhất nghĩa. Chứng phương tiện thắng trí. Lục độ sanh chẳng ngừng. Nơi tam thừa thế tục. Làm tối đệ nhất sư. Đồng tử địa bất động. Do chẳng ra trơn quán. Vô phân biệt khó biết. Chẳng thân, khẩu, ý cảnh.
nhân này địa quả báo. Nguyện độ thường hiện tiền. Thắng biến quang phạm chủ. Tịnh độ và tự tại. Nhị thừa cùng chẳng được. Nơi trơn tục một nghĩa. Gồm tu động tịnh vậy. Làm hai lợi không văn, nghe. Đệ cửu tên thiện tuệ. Pháp vương thái tử vị. Đây trong trí tối thắng. Do thông đạt bốn biển. Nhân này địa quả báo. Lực độ thường hiện tiền. Làm biến tịnh phạm vương. Bốn đáp khó chẳng thảy. Đệ thập tên pháp vân. Hay mưa tránh pháp mưa. Phật quang, nước tắm thân. Thọ Phật quán đảnh vị. Nhân này địa quả báo. Chí độ thường hiện tiền. Làm tịnh cư phạm vương. Đại tự tại thiên chủ. Chí huệ thật khó nghĩ. Chư Phật tạng bí mật. Được đầy đủ tự tại. Hậu sanh bổ xứ vị. Như đầy Bồ Tát địa. Mười loại ta đã nói. Phật địa và kia khác. Đầy thắng đức khó lường. Địa này hằng lược nói. Thập lực và tương ưng. Tùy đây mỗi mỗi lực. Khó lường như hư không. Như đây và dễ nói. Chư Phật đức vô lược. Như mười phương hư không. Và đất, nước, lửa, gió. Chư Phật đức vô lược. Nơi người khác khó tin. Nếu chẳng thấy nhân này. Khó lường như quả này. Vì nhân này và quả. Hiện tiền Phật chi đề. Ngày đêm mỗi ba lần. Nguyện tụng 20 kệ. Chư Phật, Pháp và Tăng. Tất cả các Bồ Tát. Ta đảnh lễ quy y. Nên tôn trọng cung kính. Con lìa tất cả ác. Nhiếp trì tất cả lành. Chúng sanh các việc lành. Tùy hỷ và thuận làm. Đầu mặt lễ chư Phật. Chắp tay khuyên thỉnh ở. Nguyện vì chuyển Pháp Luân. Cùng sanh tử đời sau. Từ đây làm nước ta. Tạo rồi và chưa tạo. Nhân này nguyện chúng sanh. Đều phát Bồ Đề tâm. Độ tất cả chướng nạn. Viên mãn vô cấu căn. Đều tịnh mệnh tương ưng. Nguyện kia việc tự tại. Tất cả đều vô biên. Cùng tay quý tương ưng. Cùng đời sau vô tận. Nguyện chúng sanh như đây. Nguyện tất cả người nữ. Đều thành thắng phu nhân. Hằng ở tất cả lúc. Minh túc được đầy đủ. Hình mạo đẹp uy đức. Sắc đẹp kia yêu thấy. Chẳng bệnh, khỏe đầy đủ. Sống lâu nguyện như kia. Giải thoát các khổ sở. Một lòng quy tam bảo. Nơi phương tiện thiện xảo. Phật Pháp là của lớn. Từ, bi, hỷ, tịnh, xả. Hằng ở tứ phạm vương. Thí, giới, nhẫn, tinh tấn. Định, trí, khổ, trang nghiêm. Đầy đủ phước, huệ, hạnh. Tướng đẹp ánh sáng chiếu. Nguyện kia khó suy lường. Hành thập địa chẳng ngại. Cùng đây đức tương ưng. Ngoài đức chỗ trang nghiêm. Giải thoát qua tất cả. Nguyện ta thương chúng sanh. Đầy đủ tất cả lành. Và chúng sanh tạo vui. Hay trừ các việc khổ. Nguyện ta hằng như đây. Nếu kia có sợ hãi. Tất cả lúc và nơi. Do duy ý, tên ta. Được thoát tất cả khổ. Kính tin ta và sân. Nếu thấy và nhớ giữ. Cho đến nghe tên ta. Nguyện kia định Bồ Đề. Nguyện ta được ngũ thông. Hằng tùy tất cả sanh. Nguyện ta hằng hay sanh. Chúng sanh lành và vui. Nếu kia muốn làm ác. Nơi tất cả thế giới. Nguyện biến dứt ác kia. Như lý khiến tu thiện. Như đất, nước, lửa, gió. Thuốc nam và cây rừng. Như kia muốn thọ dụng. Nguyện ta tự nhẫn thọ. Nguyện ta kia chỗ mến. Như nghĩ chính thọ mệnh. Nguyện ta nhớ chúng sanh. Gấp bội hơn tự thương. Nguyện kia chỗ tạo ác. Nơi ta quả báo đủ. Đây ta sẽ làm lành. Nơi kia quả báo thục. Một người chưa giải thoát. Nơi có tùy sanh đảo. Nguyện ta vì kia ở. Chẳng trước giữ Bồ Đề. Nên như đây tu hành. Phước đức nếu có thể. Nơi hằng xa thế giới. Công này chẳng thể lường. Phật Thế Tôn tự nói. Như đây nhân khó hết. Chúng sanh giới vô lượng. Lợi ích nguyện cũng vậy. Pháp này ta lược nói. Nên sanh tự tha lợi. Nguyện ngươi mến pháp này. Như yêu nhớ tự thân. Nếu người mến pháp này. Đây thật yêu thân mình.
Đây chỗ yêu nên ghét. Ghét này do pháp thành. Nên việc pháp như thân. Việc làm như việc pháp. Nếu làm việc huệ nhiên. Như huệ việc người trí. Tịnh thuận có trí huệ. Mong kia nói chánh lý. Do tự ác nghi kia. Người này tổn việc mình. Đây là thiện tri thức. Ngươi nên rõ sơ tướng. Tri túc, từ bi, giới. Trí huệ, hay diệt ác. Bạn lành hay dạy ngươi. Ngươi rõ kính thuận làm. Do trong ngoài thắng đức. Ngươi tất đến xứ tốt. Thật thể nói lời yêu. Vui tánh chẳng thể động. Tránh sự tăng dối trá. Nguyện ngươi tự dễ dậy. Xả rồi không có hối. Có lửa đốt tâm lặng. Chẳng giải đãi lắc động. Chẳng cống cao hòa đồng. Nguyện sáng trong như trăng. Có đốt cháy như trời. Sâu xa như biển lớn. Ở yên như vua núi. Tất cả quả chỗ lìa. Chúng đức nơi trang nghiêm. Chúng sanh chỗ thọ dụng. Nguyện ngươi tất cả trí. Ta chẳng thường làm vua. Nói như thế pháp lành. Như lý vì người khác. Do dục lợi tất cả. Đại vương, chánh luận này. Ngươi ngày ngày nên nghe. Vì làm cho mình, người. Được vô thượng bồ đề. Thắng giới, kính bậc trên. Nhẫn nhục không tật đố. Chẳng khoe của, chi túc. Cứu tế những việc khó. Hay làm lành, người ác. Nhiếp trì và chế phục. Hằng hộ Phật chánh pháp. Cầu bồ đề nên làm. Bảo hành vương chánh luận. Hết một quyển. Dịch xong vào lúc 12 giờ trưa ngày 31 tháng 1 năm 2007 tại tu viện Đa Bảo Úc Đại Lợi. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết cuốn sách audio book Bảo hành vương chánh luận. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào cuốn sách mới.